xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã đến kênh Bữa Cơm Gia Đình của em. Thì bữa nay cả nhà, em mua được cái giò heo ngon cả nhà. Em mua được cái mục măng mà nó hơi nhỏ. Bữa nay giò heo em hầm măng. Thì em thấy lọt ra còn ít quá, em có hai trái hủ qua em hầm chung luôn cả nhà. Giò heo hầm măng với hủ qua. Ở đây đứa em nó cho mớ cá sặc rồi cả nhà. Em kho ớt ăn cùng với giò heo hầm. Đây có hành ngò để vô cho thơm. Ở đây em muối được miếng thịt gà, muối nước mắm chiên cho con nó ăn cả nhà. Rồi em mời cả nhà cùng vào bếp làm với em cho vui cả nhà. Cái lò này nó bị hư xê xê. Em mở vô đây ngủ muối để cho heo vô cho trộn. Thịt đang trộn được à, em đổ ra lại em rửa lại. Bếp em không dám tắt con họ mất công màu. Thịt em trộn xong, rửa xong, giờ em ớt nè. Chờ miếng tỏi nha, tầm ra nửa muỗng tỏi phi. Rồi giờ ít muối, nửa muỗng hạt nêm, nửa nhỏ hạt ngọt, nửa muỗng đường, miếng nước mắm, ớt nhựa đi cho nó thấm rồi hỏi cái mình là nêm đợi cho nó nổi sức nữa. Cá đi cho cá vào đây em ớt. Cho tỏi với ớt này vừa ăn phở ớt. Trả tỏi phi cho nó thơm. Nửa nửa hạt mi. Nửa nhỏ nửa được. Nửa nước mẹ. Ba muỗng mắm. Hàn ớt đi. Em chọn lên cho nó đẹp. Để đây cho thấm. Heo nó cũng mềm rồi cả nhà. Rồi măng tre em cũng mới trụng xong nè, em cho vô luôn. Măng tre mình trụng sơ, cái trụng cho nó đừng có bị đắng, nó bị nhẵn á cả nhà. Để măng tre vô. Em bắt chả em kho cá vô.
Măng cũng chín rồi, con cháu qua vậy. Cá chín rồi, em cho dầu ăn vô cái nha. Heo của em hầm cũng chín rồi đó nhà, em liêm gia vị thêm cho nó đậm đà. Cho muỗng bột ngọt, muỗng hạt mi nè. Em cho thêm miếng muối nữa cho nó. Nãy em bớt nó hơi lạc. Cho nửa muỗng đường phèn. Cho hành vô, hành với ngọt, bây giờ em múc canh ra. Thì cả nhà ơi, bữa cơm gia đình của em làm xong rồi cả nhà, chín rồi cả nhà. Hôm nay em hầm giò heo với măng tre với cá sặc kho tiêu cả nhà, có ớt. Bây giờ vợ chồng em mời cả nhà cùng dùng cơm với vợ chồng em cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng mình nghe cả nhà ơi. Cơm cả nhà. Cơm cả nhà. Ok.
Cá sặc kho ớt. Cái kho tiêu để tiêu nữa ha. Tiêu nữa, kho ớt mà để tiêu luôn. Ừ. Ngon lắm nè. Cá sặc ngon lắm cả nhà, cá đồng nè. Cái này nó cho thế nè. Mời cả nhà miếng măng chè đó nè. Cái này mua được măng chè hả? Này giò heo hầm măng cả nhà ơi. Măng ít quá bỏ hủ qua vô. Hủ qua thêm à. Cái măng này nó không có đắng hả? Không thích nè, có cần cái món hầm nào cũng để ngồi ý chỗ thơm nè, ngồi ý ngon. Mà cái nhà cái bắp và heo nè. Ngon. 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 Đây có sạc mặt cái nhà. Có trứng nè. Ờ, trứng nó sặc nè. Ăn trứng. Ăn trứng cho bổ trứng. Bổ trứng là không xanh nữa hả? Xanh xanh nữa hả? Ăn nguyên con rồi. Mấy đứa con mình nó không biết giả cá sặc hay đâu. Bảo đảm luôn. Mấy đứa nói chung là mấy đứa nhỏ giờ chứ không phải là con mình không. Ồ, nó kẹo ngon quá em. Rớt cái trứng. Quết quết với cái này nè. Giờ đưa ra số, nước nào cũng không chịu ăn cá. Nhà. Cá này là cá sặc điệp nha. Ăn nó không có hôi, hơi cỏ, cá sặc bướm. Cá này cái sặc bướm. Ừ. Lộn lộn. Cá sặc trắng ăn nó hôi cỏ. Ừ. Còn cá sặc đẹp thì là ăn nó hôi cỏ. Cá ăn không? Ở thành phố muốn kiếm cá này khó. Cá này mà nó cắt thì biết bao nhiêu cái. Mình này kiếm còn khó này ở vùng. Cái đó anh nhớ đắc địa ha. Là tập trung bắt cá bự mà cá lóc, cá rô, cá chê rồi á. Còn mấy cá này là biết sao. Mấy người đi hôi á. Mấy người đi hôi á sao á. Thì bắt cá chặt nè. Rồi á. Là qua bữa sau á, bắt tới chiều tới tối rồi ha. Là qua bữa sau lại á, không chưa trả nước chưa đâu. Nắng lại đầu mấy con cá này nó nhoi đầu lên nè, bắt đầu đi lụm. Bự bự lắm. Nhiều mà lụm cá bự bự mà cá ngon lắm. Đi lụm luôn. Là bắt cái đó là mới hôm mà đó là má làm mắm. Bắt đầu cá sặc này nào là bằng dần mắm. Ngon quá nha. Trời mưa lạnh lạnh có một cái nọ, sắp nữa hấp nó ngon. Ngon quá. Chắc ngon quá trời. Hết rồi chén. Đấy. Ngon quá nhờ. Măng ăn không đắng. Rồi mình kết thúc clip thì cho con mình ăn liền. Cho mình vô ăn. Cả nhà ơi, clip bữa cơm gia đình của em cũng dài cả nhà. Bây giờ vợ chồng em tạm biệt cả nhà, hẹn clip sau. Bye bye cả nhà nha. Bye.